Em chào các bác. Đây là những cái cây hồ điệp trắng khoảng tầm gần 10 nụ anh chị ạ. 10 nụ đến 12 nụ. Đấy, nó có thể là nhiều cây hơn, nhiều bông hơn anh chị ạ. Thì còn nó tùy từng màu mà. Thì hôm nay là cũng sắp đến Tết âm lịch Nguyên Đán, Tết Nguyên Đán. Thì những cái cây hồ điệp này là sẽ nở đợt tới để phục vụ Tết Nguyên Đán anh chị ạ. Những cây hồ điệp anh chị chơi Tết thì nên chọn những cái nó có những cái màu rất là phổ thông. Thì hiện tại thì như bên em vẫn bán những năm thì những cái cây hồ điệp này thì nó khoảng từ 8 đến 12 13 bông anh chị ạ. Thì nó phụ thuộc vào tùy từng cây và tùy từng màu sắc. Đây là những cái cây mà nó sắp nụ và sắp nở. Thì để nở đúng dịp Tết sắp tới thì có cây thì nó nở nó sẽ nở nhiều hơn, có cây nở ít hơn. Chứ không phải là tất cả các cây là sẽ đều nở cùng nhau, mặc dù là tất cả đều được nuôi ở trong 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 nhà kính anh chị ạ, nhưng mà nó không thể đạt được hết như vậy. Có những cái cây sẽ nở sớm, có cây sẽ nở muộn hơn. Có những cái cây mà nó nở một bông bây giờ thì nhưng mà cũng có cùng màu hồng này thì nó cũng có thể là sẽ nở ở khoảng 3-4 bông, khoảng vào tầm độ ngày mùng 10 đến 15 là anh chị nên có thể đi mua hồ điệp rồi, bởi vì độ bền hoa hồ điệp của nó thì cũng rơi vào tầm khoảng tầm độ 1 tháng đến khoảng 2 tháng. Nó bền hơn đến khoảng 3 tháng hoặc là bền hơn nữa thì tùy phụ thuộc vào cái vị trí mà anh chị để những cái chậu lan hồ điệp anh chị ạ. Như những cây hồ điệp này thì thường cái độ bền của nó khoảng 2 đến 3 tháng. Nhưng có thể là nó có những cái là nó sẽ độ bền ít hơn khi mà anh chị để ở trong nhà kín hoặc là ở trong những cái phòng điều hòa thì cái cây nó sẽ nở, nó sẽ cái độ bền nó sẽ thấp hơn. Còn nếu như anh chị mà để ở ngoài trời á thì nó sẽ độ bền nó sẽ cao hơn. Và thường là những cái cây mà anh chị cây thì nó nhiều nụ như này thôi, nhưng mà anh chị mà để trong phòng kín á thì là nụ nó không thể nở được và nó có thể bị thui. Nhưng mà nếu như anh chị mà cho ra ngoài trời hoặc những cái chỗ nào vị trí mà nó có gần ánh sáng, gần cửa ấy, cửa ra vào nó có không khí, nó không bị nóng quá thì nó không bị thui và nó có thể nở được. Thường thì những cái hoa này mà để ở trong phòng điều hòa á, thì là nó khô, thì nó hay, nếu mà anh chị không tạo độ ẩm được như anh chị để ở trong nhà á, thì độ ẩm nó thấp bởi vì có điều hòa. Còn nếu như ở vườn đây có điều hòa thì độ ẩm, bọn em này có nước và cái quạt hút nước, hơi nước làm giúp nó rất là ẩm, cây nó phát triển được và nó không hay bị thối và nó không hay bị thui nụ anh chị ạ. Những cây hồ điệp đây thì hồ điệp vàng đây thì nó như cây vàng thì nó rất là to khỏe, nó cũng khoảng đạt khoảng từ 8 đến 12 nụ. Thì nó tùy phụ thuộc vào tùy từng cây, tùy từng màu. Thường anh chị biết là có mỗi màu trắng và màu tím ấy, nó là màu gốc mà, nên là những cái cây nào cứ thiên về trắng tím ấy, thì nó sẽ rất là to và dài. Có những cây vàng, cây xanh như thế này thì nó lại nụ họa là ngắn hơn hoặc là số lượng bông ít hơn. Thì cũng có thể là do là cái gen nó như vậy, nhưng cũng có thể là một số những cái điều kiện khác khiến cho cái cây nó có ít bông. Ví dụ như là những cái cây mà hồ điệp cùng là màu vàng đi, ví dụ như cây này một cần thì nó có thể là sẽ nhiều bông hơn. Đấy, nhưng mà nó có những cái cây hồ điệp và hai cần thì nó sẽ ít bông hơn anh chị ạ. Cây khi mà đẻ hai cần ấy thì nó sẽ ít bông hơn. Thì hồ điệp Tết này thì bọn em vẫn bán ở Hà Đông, có cửa hàng ở Vạn Phúc Hà Đông, thì anh chị có thể qua và tham khảo thêm. Đây là một số những cái màu mà nó có thể nở trước, nở một vài bông trước. Còn nó có nhiều màu mà nó chưa nở, hoặc là như những cái màu nở rồi thì em mới có thể quay được. Những cái cây bây giờ bắt đầu nở một hai bông hoặc bắt đầu nở như này một bông thì sau đến tầm mùng 10 thì là nó nở nhiều hơn, nở khoảng 2-3 bông thì anh chị có thể mang về chơi. Anh chị có thể mua sớm hơn bởi vì là cái độ bền nó cao mà. Thế nên anh chị mua sớm thì là những cái cây này nó vẫn còn chơi qua Tết thoải mái, anh chị không phải đi mua quá muộn. Bởi vì nếu như mà anh chị mua muộn mà sợ nó bị tàn á thì anh chị mua về là mình không để ở trong nhà điều hòa luôn. Anh chị có thể để ở ngoài ban công hoặc là cái vị trí nào mà không có mưa anh chị nhé. Vị trí không có mưa thì là nó độ bền hoa nó cao hơn. Chỉ cần là khoảng 1 tuần đến 10 ngày anh chị tưới nước cho nó một lần một gốc, tưới ướt đẫm anh chị nhé, tưới ướt đẫm và tưới sạch lá để cho lá cây nó quang hợp tốt. Khi mà cây nó quang hợp tốt thì nó sẽ ok hơn. Đấy, cây hai cần này anh chị nhìn nó chỉ tầm 8-9 nụ thôi, mặc dù cây thì nó thể trạng cây nó như nhau nhưng cái lượng nụ trên thì nó sẽ ít hơn, thể trạng cây như nhau lượng nụ ít hơn bởi vì nó hai cần. Còn nếu như nó một cần thì nó sẽ khỏe và nó dài hơn anh chị ạ.
Về cái màu hồ điệp vàng này thì về cái màu vàng thì luôn luôn là những cái màu mà được yêu thích nhất, nó luôn luôn là cái màu mà được nhiều người yêu thích. Đây chị nhìn một cần nó cần nó dài hơn, nhiều bông hơn, cần nó khỏe. Mặc dù là cái thể trạng cây là nó như nhau, nó đều khỏe như nhau, nhưng cái cây một cần thì cần hoa sẽ dài hơn, hai cần thì cần hoa ngắn hơn anh chị ạ. Anh chị nên mua sớm và chơi, chúng ta có thể chơi trước như vậy. Có thể là chúng ta để trong nhà xong tối chúng ta để ra ban công. Nếu như anh chị trồng những cái chậu khoảng 3 đến 5 cây nó nhẹ, anh chị có thể tự nhấc ra nhấc vào thì chúng ta có thể là chờ mua sớm hơn. Và với những cái màu tím như thế này thì nó cần hoa nó dài anh chị ạ, cần hoa nó dài và nó được khoảng hơn 10 bông, và bông sai bông nó to hơn, thế nên cần hoa nó càng cao và dài. Đấy, những cái cây mà nó cao to dài như thế này thì anh chị nên trồng cái chậu nhiều cây một chút, thì hoặc là trồng một màu. Thường thì anh chị cứ trồng một màu ấy là nó sẽ rất là đẹp, một màu thì nó nổi bật cái màu đấy hơn, và như mỗi người thích một màu mà, nhưng anh chị nên chơi một màu, chơi nhiều màu nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà chơi nhiều màu thì cây cao cây thấp thì mình nên cắm một vế thôi thì nó đẹp hơn. Còn nhiều màu mà chúng ta nên chọn những cây tương đối đều đều nhau để cắm nó sẽ đẹp. Cái này thì bên nhân viên cắm bên em sẽ tư vấn anh chị nếu như anh chị ra cửa hàng. Còn nếu nếu anh chị không ra cửa hàng, anh chị có thể liên hệ số điện thoại là 0826 11100 để mọi người được đặt hàng, mọi người đặt hàng và được ship đến tận nơi anh chị nhá, ở Hà Nội. Thì những cái cây hồ điệp này em khi mà lên chậu, đây là những cây đơn nuôi ở trong vườn, thì khi mà lên chậu thì nó sẽ đều và đẹp hơn. Có những cái mẫu anh chị có thể là xem thêm những cái mẫu khi mà cắm những cái cây như cây này là cây vàng kim cương này, có những cây vàng kim cương thì nên cắm những cái mẫu một màu nó rất là đẹp, nó hoa phân nhánh, nó nhiều nhánh. Đấy, đấy là cây kim cương, người ta hay gọi là vàng kim cương ấy, vàng khè đỏ nhưng người ta hay gọi là vàng kim cương, gọi thực ra thì gọi cái tên ấy chỉ để nhớ cái màu hoa thôi anh chị ạ, gọi cái tên là để nhớ cái màu hoa. Nó cũng như là những cái cây màu khác như những cái cây hồng hay những cây chớp hay những cây đỏ ớt tím, nó cây mã hồng, cây hồng phấn rồi thì nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà anh chị mà mua thì anh chị khoảng tầm độ mùng 5 đến mùng 10 là anh chị có thể mua được những cái cây này khi nó bắt đầu nở, nở khoảng 1 đến 3 bông, anh chị nên mua sớm về. Chúng ta có thể lựa chọn những cây đẹp mà về chúng ta nuôi để ở nhà vẫn rất là ok, bởi vì khi mà nó nụ như này thì chúng ta chơi Tết thoải mái. Quan trọng là cái cách để chúng ta dưỡng cây, cái cách để dưỡng cây thì nó dễ thôi, anh chị không nên để trong phòng điều hòa và phòng điều hòa kín, và nên để thỉnh thoảng cho nó ra ngoài để nó không bị thui nụ anh chị ạ. Và khi mà trong điều hòa quá lâu á thì cái độ ẩm nó thấp thì nó sẽ giúp cho cái cánh hoa nó bị khô và nó nhanh tàn. Còn nếu như mà anh chị mà cứ thỉnh thoảng cho nó ra ngoài ấy, thì nó gặp lạnh hơn, mà nó lạnh thì nó hoa độ bền nó cao hơn và ở ngoài thì độ ẩm nó tốt hơn ở trong phòng. Thế nên là buổi tối anh chị cho ra ấy, thì vừa độ ẩm nó tốt hơn, nó giúp cho cái cây nó hấp thụ độ ẩm và giúp cho cái cánh hoa nó cũng hấp thụ độ ẩm, thì nó sẽ tốt hơn là mình để trong phòng kín và nóng. Nóng thì nó khô, mà khô thì nó hay nhanh tàn anh chị ạ. Trong các màu thì em thấy màu kim cương này nó là cái màu màu bền nhất mà nó ít khi bị thui. Đấy, cái màu vàng kim cương này anh chị ạ, gọi là vàng kim cương thì là vàng kẻ đỏ ấy. Đấy, cái màu này là chúng ta cắm một màu rất là đẹp, thì anh chị cũng nên tham khảo về những cái màu bền nhất. Thường thì em thấy là cái màu tím với cái màu kim cương này là bền nhất, còn như những cái màu vàng nó cũng bền nhưng mà cái độ bền nó không phải bằng cái màu vàng kim cương, vàng kẻ đỏ này với cái màu tím đỏ ớt được, tím đỏ ớt đấy. Thế còn những cái màu tím khác thì nó cũng nhanh tàn hơn, hoặc là màu những cái màu nó có rất là nhiều màu nhanh tàn đa phần, nhưng mà riêng cái màu kim cương này với cái màu tím đỏ ớt là nó độ bền nó rất là cao và cái cánh cánh hoa dày và độ bền cao anh chị ạ, và nó ít khi bị thui nụ. Còn rất là nhiều màu khác thì em cũng sẽ giới thiệu đến các bác các anh chị là vào những cái dịp khi mà hoa nó nở rồi thì em sẽ nở nhiều hơn á, thì em sẽ quay thêm để em giới thiệu đến các bác các anh chị, thì anh chị có thể mua và đặt hàng, liên hệ đặt trước để được tư vấn sớm hơn và anh chị được chơi sớm hơn anh chị nhá. Cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.